Chào các bác làm gỗ cũng như các bác làm bonsai cây cảnh. Thì đây tất cả là cái mẫu đục làng nghề của bên cơ sở em. Thì cơ sở em chuyên sản xuất tất cả những mẫu đục nhá. Đây là mẫu đục truyền thống, mẫu đục làng nghề vô cùng là sắc bén, dành cho các bác làm đồ gỗ, làm bonsai, làm điêu khắc. Thì với những mẫu đục này thì bên em đầy đủ các mẫu nhá. Ví dụ như các bác mà làm bonsai, các bác có thể muốn mua lẻ 1-2 cây, bên em cũng gửi nhá, miễn sao là phục vụ đủ cái nhu cầu của các bác làm. Thì đục gỗ tông bằng gỗ nghiến 100%. Đây các bác nhìn này. Đấy, đây là cái móng này, cái móng 1,5 phân này. Thì móng này của bên em thì có 1,5 phân nhá, 2 phân, 3 phân. Mẫu móng thì thường là được các bác làm bonsai, làm cây cảnh các bác sử dụng nhiều nhất. Đây là cái mẫu móng này. Đây là đục làng nghề nhá. Thì cái chất thép mà để làm nên cái đục này này là một loại thép tốt, vô cùng là sắc bén. Đây các bác nhìn này, đã được mài dầu nhá, thì nó mới có cái độ sắc ngọt và bền được. Đấy, đây là cái bộ móng này. Móng thì có từ 1 phân, 2 phân, 1,5 phân, 3 phân. Những cây chén trái nhá, rồi cây tỉa nhá, rồi mẫu to. Đây là mẫu to, cũng có bác làm bonsai cần cái mẫu to này. Thì tất cả cái mẫu đục thì bên em hôm nay chỉ chi tiết một chút như này thôi. Còn nếu như các bác mà muốn lấy xỉ, lấy lẻ thì cứ alo trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869054295. Đó là số điện thoại chính của bên em chuyên tư vấn các bác về tất cả những mẫu đục và cũng như những cái mặt hàng khác về bonsai, về nông nghiệp của bên em. Thì tiếp theo nhá, thì bên cơ sở em cũng nói luôn là bên em chỉ làm ra cái mẫu đục này thôi, mẫu đục làng nghề. Thì bên em có thêm một cái mẫu đục hàng Đài Loan, hàng cao cấp nhá. Đây. Thì tất cả những mẫu đục của các bác mà đã quan tâm mà đã theo dõi bên kênh của bên em mà đã sử dụng qua rồi thì các bác biết em sẽ gửi cho các bác những cái loại hàng mà cao cấp nhá, mà tốt nhất thì em mới giới thiệu tới các bác. Thế bởi vì bên cơ sở em làm ra những cái mẫu đục này, em cũng biết cái loại nào tốt, những cái loại để cho các bác dùng cho nó đảm bảo được lâu bền. Và các bác cần cái mẫu đục ngắn nhá, cũng là một dòng đục Đài Loan, dòng đục mili, dành cho các bác làm bonsai. Cái này các bác có thể dùng tay cầm để quét được. Đấy. Cái mẫu này thì bên em rất chi là nhiều nhá, nó sắc lắm, sắc bén của nó như dao lam ấy, với những cái dòng như thế này cực kỳ là sắc bén. Thì bên em nhận ship hàng COD toàn quốc nhé. Các bác ở đâu chỉ cần để lại số điện thoại và địa chỉ, em sẽ gửi đến tận nhà các bác. Nếu như các bác mà mua từ 1, 2, 3 sản phẩm dần lên thì bên em sẽ bao ship nhé, nên các bác yên tâm khi đặt những cái sản phẩm của bên em. Những cái mẫu đục rất chi là sắc bén và rất nhiều để gửi tới các bác nhé. Các bác mà đang làm gỗ, làm tượng, làm bonsai, các bác mà cần tới mẫu đục nào thì alo trực tiếp đến số điện thoại em vừa mới nói đấy ạ. Số điện thoại em để bên dưới tiêu đề này, đó là số điện thoại chính có Zalo. Các bác có thể kết bạn để xem trước tất cả những cái mẫu trước khi đặt hàng. Đây là tổng thể những cái mẫu đục của bên em, đủ kích cỡ nhé. Một bộ thì thường nó có 10 cây, bộ 30 cây. Đấy, thì đã nằm gồm trong tất cả những cái mẫu đục này rồi. Tông 100% bằng gỗ nghiến, đảm bảo cho các bác là cái độ chắc bền khỏe. Tông chắc này, lụa thép này rất chi là tốt nữa. Các bác có thể chọn cho mình một cái bộ đục tốt qua bên cơ sở dụng cụ nông nghiệp bonsai của bên em nhé. Dụng cụ đồ điêu khắc. Một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc ở đây. Các bác mà quan tâm, mà đang tìm hiểu, muốn tìm hiểu dài dài hơn thì đừng quên ấn like chuông và đăng ký kênh, để mỗi khi em giới thiệu về những cái mẫu đục khác nhau, các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất nhé. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.